Kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn, Đài Apple TV 21.12. Cho nên chúng tôi xin được tiếp tục trở lại chương trình Tôn giáo và đời sống với đề tài chăm sóc cho tuổi già hoặc là những quý vị mà cao niên. Khi này chúng ta đang nói về những cái sự mà lợi ích của tuổi già. Theo cái nhìn riêng của chúng tôi thấy rằng là người lớn tuổi thường hay chú trọng vào đời sống nội tâm nhiều, hay chú trọng vào sự mà cầu nguyện. Tại vì trong suốt thời gian làm lụng vất vả khi mà còn trẻ hoặc là trung niên, mà bây giờ có thể là sức khỏe không còn như xưa nữa, nên có thời giờ để mà suy niệm vào cái đời sống của mình, và từ đó nhìn vào trong tương lai để mà muốn chia sẻ gì mình có cho con cháu, hoặc là muốn dành dùng những gì mà có thể là còn lại dành cho con cháu, có sự mà cầu nguyện. Và cảm thấy tôi như thế là thấy người có tuổi trong cái kinh nghiệm thấy họ rất là coi như là bao la cho đi. Có lần chúng tôi vừa mới đi tham dự một đám tang, thì là một bà cụ kia trước khi mà qua đời có nói rằng là thưa cha, trong thời gian làm lụng vất vả ngày xưa, giờ con không có còn gì nữa, giờ con có để lại một vài điều cho con cái. Và bà cho đứa này một lượng vàng, đứa kia một lượng vàng. Mà mấy người con của bà nghĩ là ủa, tại sao mà bà này có làm sao mà có giàu vậy, tiền đâu mà đi mua vàng dành cho con cái. Mà sau này mới biết rằng là khi mà bà qua bên này, bà đi lượm lon, rồi sau đó cố gắng dành dùm lại, và không muốn dành cho chính mình mà chỉ có muốn dành cho con cái thôi. Thì người con nhận được cái điều đó rất là cảm mến, tại vì nhận là không phải là cái giá trị của giá trị vật chất của cái lượng vàng đó, nhưng mà với cái giá trị mà tinh thần, người có tuổi quan tâm, biết lo liệu, biết nhìn vào trong tương lai. Không những vậy là còn muốn nối cái đời sống của mình với Thiên Chúa qua sự mà cầu nguyện, thường xuyên cầu nguyện cho con cháu. Nên là cái sự mà ích lợi phụ thêm vào những điều mà khi mà các ngài chia sẻ khi nãy. Và ngoài những sự mà lợi ích biết lo liệu đó, nhưng mà nhiều khi là tuổi già cũng có những cái điều mà cái vấn nạn của tuổi già. Nên câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi là những cái vấn nạn của tuổi già khi mà mình lớn tuổi rồi, thì mình hay gặp phải những cái vấn nạn như thế nào, cái sự mà thử thách, những sự mà khó khăn nào thường xảy ra cho tuổi già. Dạ, kính thưa quý vị, khi nói tới những vấn nạn của tuổi già thì chúng tôi thấy về thứ nhất là sức khỏe, mắt mờ, tai điếc, hai đầu gối đi không vững, và cái bước chân đi khập khểnh. Đó là những cái mà chúng tôi thấy rất là thương cho những người lớn tuổi. Cái điều thứ hai nữa, cái ngoài cái phương tiện di chuyển đó, là phải tùy thuộc nhờ vào tất cả những người khác, mà nếu không thể lái xe được. Một điểm nữa về phương diện tâm tính đó, tôi thấy có sự thay đổi ở người lớn tuổi. Ở người lớn tuổi có một cái điều là hình như thay đổi trong những cái hoàn cảnh bất chợt mà nó xảy đến, tức là cái cảm tính thay đổi thường xuyên lắm. Giận, buồn, hờn, ghét nó xảy ra liên tục. Và một điểm nữa mà tôi thấy ở nơi những người lớn tuổi là không có những cái quyết định thực sự, mà bữa nay thì quyết nói như thế này, nhưng mà chút nữa vài giờ có người nào nói khác là thay đổi rồi. Tại sao vậy? Tại vì người ta không có tự tin. Người ta không có tự tin, thứ nhất là về cơ thể tùy thuộc quá nhiều, mà không tự tin. Thứ hai nữa là ở cái điểm là tinh thần bị luôn bị dao động. Và tinh thần bị dao động là tại vì không có cái chuẩn để mà quý vị cô bác nó đi. Một cái điểm nữa mà chúng tôi thấy là ở nơi mấy cô bác lớn tuổi, cách ăn uống cũng rất là bị giới hạn, khó khăn. Và thành ra đó là những cái điểm mà từ đó chúng tôi thấy con người của chúng ta sinh ra đó, thì tôi tạm gọi rằng chúng ta ở bốn cái nhà.
xin lỗi vậy. Cái nhà thứ nhất là nhà thương sanh ra, thứ hai chúng ta nhà đang ở, thứ ba thưa hòa thượng đó là nhà hoàng, và thứ tư là nhà cửa trời. Nhà thì cái người lớn tuổi trên cái con đường chuẩn bị giữa từ nhà hoàng tới nhà cái cửa trời theo nghiệp lực đó, thì ở cái điểm đó là cái điểm rất là quan trọng mà đôi khi những người lớn tuổi bị giới hạn là tại không tìm được cái chân lý hoặc không tìm được cái tôn giáo tín lý để chọn một cái con đường hướng đi nghiệp lực dẫn lên cái cửa trời hay là cửa ở dưới. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi nhân trong chương trình hôm nay, chúng tôi mong mấy cô bác lớn tuổi mình biết có những cái khuyết điểm giới hạn về cơ thể, khuyết điểm giới hạn về cái tâm tính là hay hờn giận rồi bị tác động bên ngoài, thì chúng ta nên tìm một cái chỗ dựa tinh thần, và chỗ dựa đó là cái nhà thứ tư để chúng ta sau khi từ bỏ cõi trời này để về cái nơi an hưởng. Cảm ơn các cư sĩ, xin mời hòa thượng. Dạ, cảm ơn linh mục đội học. Kính thưa quý ngài, kính thưa chư lục vị, chúng ta đã nói về cái tích cực, cái mặt tốt của cái tuổi già. Bây giờ chúng ta nói về cái khó khăn hay là cái vấn nạn của cái tuổi già. Chắc chắn rồi, khi mà ông bà mình nói là lão lai tài tận, tức là khi cái tuổi già nó tới thì cái tài năng của mình nó cạn kiệt đi. Điều đó là rất là tự nhiên, chứ chả phải là xui xẻo hay là không bình thường. Tại vì khi tuổi già thì cái chuyện gì không biết, một cái sức khỏe thể xác của mình rõ ràng là cơ bắp rồi nội tạng của mình, các cái khiếu của mình, đại khái ví dụ như cái lỗ tai, con mắt, răng này kia, bao bao nói chung cái trông nhìn sắc diện và nhìn cái sự đi lại là chúng ta biết là cái phân biệt người già với người trẻ rồi. Cho nên những cái tuổi đi làm phải là tuổi nào bắt đầu đi làm, tuổi nào phải nghỉ về hưu, tuổi nào có thể nhập ngũ và tuổi nào thì không thể quân đội không có tiếp nhận mình nữa. Chuyện đó bình thường. Nhưng mà đối với tôi thì cái một người mà để sống mà đến khi tuổi già mà mình vẫn còn phong độ thì là mình đã chuẩn bị bắt đầu từ lúc trẻ rồi. Chuyện gì không biết, nhưng mà vấn đề mình phải giữ gìn sức khỏe về thể xác, mình phải có nếp sống tinh thần gì đó, đặc biệt là người có tôn giáo thì phải bỏ thì giờ ra cho cái đời sống tôn giáo đức tin của mình một phần nào, chứ không thể nào mình nói chờ đến khi già rồi, khi vì thai rồi thì mình sẽ trở lại, mình có nhiều thời giờ để mình bắt đầu những cái chuyện như vừa nói đó. Ngược lại ông bà mình nói là chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Tức là mình hẹn đến tuổi già rồi mình biết làm chuyện tốt này trong tôn giáo, chuyện tốt kia, ngoài xã hội vân vân, nhưng mà cái chết nó không chừa mình nữa, là hẹn già hẹn trẻ gì nó tới là nó tới. Do vậy để tuổi già có cái phong độ, để tuổi già có còn sức khỏe tốt, cái tinh thần tốt, trí nhớ tốt, niềm tin tốt, thái độ tâm linh tốt thì mình đã bắt đầu lúc mình còn trẻ rồi. Cho nên nếu mình bắt đầu từ còn trẻ thì giống như mình biết lái xe hồi còn trẻ, đến khi mà mình già rồi, xin lỗi, mình thấy mấy người già, thấy cái người đó sao già rồi mình chạy xe dữ vậy, tức là họ đã quen cái đó rồi, chiếc xe nó giống như đồ chơi của họ từ lúc trẻ rồi. Cho nên thì cái tinh thần cũng như thể xác nó phải được quan tâm sớm, để đến khi tuổi già của mình là mình vẫn còn phong độ, thì cái phong độ đó mình sẽ dùng cho nhiều cái khác nhau, thì cái phong độ đó nó giúp cho chúng ta làm đúng là cái giá trị cái tuổi già đó, là lúc là đích thực là mình đã có được trọn vẹn cái thời gian tự do của mình, không ràng buộc bởi công ăn việc làm, không ràng buộc ai phải đòi hỏi, và mình sống trọn vẹn với những điều gì mình muốn làm, và mình có được sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Cảm ơn hòa thượng. Xin mời mục sư. Dạ, nghe hòa thượng nói thì chúng ta thấy là tuổi già của hòa thượng hết sức là rất là tích cực. Thưa quý ngài và quý vị, cái nói chuyện mà cái nhìn tôi, tại vì tôi năm nay 75 tuổi rồi, cái yeah. nhìn tôi giống như chúng mực vậy đó. Dạ, yeah, cảm ơn lắm. Chúng ta đưa nhìn một cách thực tế đó vào trong tuổi già thì quả hẳn là có rất nhiều điểm mà chúng ta phải chuẩn bị từ xa. Do vậy thì nó vẫn trong tuổi già mình vẫn thấy có nhiều điều mà rồi
muốn tránh rồi cũng không tránh được. Dĩ nhiên là chúng ta có thể cải thiện một phần nào. Và chúng ta đừng nói đến những cái khuyết điểm, những cái điểm yếu của tuổi già. Thì theo tôi đó thì thật sự ra tôi nói một vài điểm khác, gọi là những điểm quý vị đã nói rồi, không muốn lặp lại ở đây. Là tôi muốn nhìn lại cái người Việt Nam của mình, tuổi già của người Việt Nam mà những cái nhược điểm của chúng ta bây giờ. Thì rõ ràng là người Việt Nam của chúng ta đó có một số các cái quan điểm nó không có, xin lỗi là không đúng lắm về cái cách sống. Cho nên khi mà về già đó thì bởi vì cái quan điểm đó, chẳng hạn như là phu tử thì phải tổng tử, ví dụ như vậy, một người phụ nữ họ luôn luôn phải phụ thuộc. Rồi cho nên họ về già thì nếu mà họ người chồng chết thì luôn luôn họ phải nghe theo con, và con nó bắt đi đâu và sắp xếp thế nào là phải nghe. Và đó là những cái quan điểm mà mình thấy nó hơi cổ hủ, nó làm cho cái cuộc sống của người già nó bị bó buộc. Tức là khi họ lớn, khi cả suốt cuộc đời của họ, và nếu trong một trường hợp người già mà có một cái trường hợp chẳng hạn như một người đã mất rồi, thì cái người kia coi như là chỉ ở đó để mà phục vụ cho mấy đứa cháu thôi. Thì cái đó nó không có đúng lắm, bởi vì mình thấy rằng suốt cả cuộc đời của những người đó thì mỗi giai đoạn chúng ta đều cần phải sống. Và tôi thấy cái người già đó là người rất cần phải được an ủi, rất cần. Người trẻ thì có thể ít cô đơn, nhưng mà người già rồi không ai chăm sóc cả về thể xác, cuộc sống, ăn uống, đi lại, và cô đơn một mình rồi cô cúc, và rất nhiều điều nó sẽ xảy ra. Nhưng mà thường cái quan điểm Việt Nam chúng ta là đã lớn tuổi rồi thì cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải sống như vậy, và sống theo con cái. Và cái cách sống mà theo con cái đó thì nó có rất nhiều những cái phiền toái, nó không có đơn giản. Đó cũng là cái quan điểm mà những cái điểm yếu. Rồi khi về già mình cũng có quan điểm là già là không học nữa. Người Việt Nam mình đó là già rồi mà học cái gì, già rồi mà làm việc cái gì, già là phải nghỉ ngơi. Và tất cả những cái quan điểm đó nó làm cho người già nhanh suy sụp lắm. Tại vì khi mình không làm việc thì mình lại không ăn uống ngon, rồi không ăn ngon, không làm việc thì là không ngủ tốt. Không ngủ tốt thì bệnh nó kéo theo rất là nhanh, và nó làm cho cái sự lão hóa nó rất là nhanh xảy đến. Vì vậy đó cho nên tôi thấy rằng đó là những cái nhược điểm từ cái suy nghĩ của mình, cho nên nó dẫn tới tại sao mà có nhiều người mà họ mới 60 tuổi cái họ cứ nghĩ họ muốn chào ông cụ, họ muốn người khác phải tôn trọng họ, và họ muốn người khác phải giúp đỡ họ làm việc tất cả, họ ngồi không. Và họ tưởng rằng cái quan điểm mà họ nghĩ rằng ngồi không như vậy đó thì nó sẽ khỏe, hay là nó sẽ mình không có làm gì hết, hoặc là mình tôn trọng người ta, có nghĩa là không cho người ta làm gì hết. Thì từ những cái quan điểm đó nó khiến cho cái tuổi già nó đến nhanh. Cho nên tôi thấy những gì mà Hòa Thượng nói đó, tôi hết sức là cảm phục là Hòa Thượng đã làm việc và tích cực làm việc chứ không, và chuẩn bị rất là xa, và cũng như cái quan điểm nó rất là khác với cái người Việt Nam của mình. Thì đó là một vài cái suy nghĩ mà tôi xin nêu lên. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, đối với chúng ta khi mà chúng ta nói đến cái vấn nạn là không phải mình của tuổi già, là không phải để mà mình chê trách, nhưng mà để cho thế là những người trẻ hơn hiểu hơn, thông cảm hơn với sự mà khó khăn thử thách mà người tuổi già đang gặp phải, để rồi có thể là một sự mà bao la hơn. Tôi nghĩ là nhiều khi có tuổi rồi có cũng hay bình tới bình lui. Có lần có một người nó đùa là thưa cha, bây giờ con quen bác sĩ nhiều lắm. Quen hết bác sĩ này, bác sĩ khác. Mà chắc là người đó nói là tại vì có tuổi rồi phải đi khám bệnh nhiều. Nên gặp nhiều bác sĩ khác nhau. Mà cũng có một số người khác thấy là tuổi già dù khi là cơ thể của mình nó cũng suy kém đi, hoặc có sự mà minh bẩn nó bớt đi phần nào. Cũng có một số người thấy tội nghiệp nói là tôi già rồi bây giờ cứ hay quên tới quên lui. Có người lần nọ có người nói là cha con lên xe con đi một thời gian khóa cửa nhà rồi đi một thời gian đi lái xe ra ngoài một chút xíu tự nhiên nhớ là không biết mình đã khóa cửa nhà chưa. Vội vàng về nhà coi là đã khóa cửa về nhà chưa, thấy cũng tội nghiệp, lo lắng tại vì quên trước quên sau. Hay là ở nhà để cái chìa khóa đó rồi đi ra đi vào, nhớ là không biết mình để cái chìa khóa chỗ nào, cứ đi tìm tới tìm lui hoài là cũng không tìm được, cũng bực mình lên. Nên thấy chút hiểu cái tâm trạng đó, nên ước gì là người chung quanh có thể là bày tỏ sự mà để ý hơn, quan tâm hơn, và
thông cảm hơn, quý vị. Mặc dù có cái sự mà bất lực đó, mặc dù có sự mà giới hạn đó, nhưng mà cái vấn đề mà tâm linh không có giới hạn, tâm linh không có sự mà bất lực. Nên cái câu hỏi kế tiếp muốn nói là cái tâm linh của con người đối với người già cần thiết. Qua cái sự mà tin tưởng vào cái đấng mình tin vào, chúng tôi thấy đa số trong nhà thờ những người mà thường xuyên đi cầu nguyện là những người mà có tuổi nhiều, hoặc là nhiều khi thỉnh thoảng có một vài cái sự mà hướng dẫn về Kinh Thánh, về học hỏi về Kinh Thánh, thì cũng có một số người đa số lớn tuổi tham dự là muốn học hỏi thêm, coi rằng là những điều đó nó áp dụng vào trong đời sống của mình hiện thời, cũng là giúp đi bước vào trong cái tương lai như thế nào. Vì cái nhu cầu và tâm linh cần có mặt đó, cần sự mà hiện diện của Chúa trong đời sống để mà giúp vượt qua cái sự mà khó khăn. Nên cái sự mà tâm linh này muốn nói lên là mình cần phải cái sự mà bao la hơn, đừng có nhớ nhiều về những cái sự mà đau buồn xảy ra trong quá khứ, mà hãy cái sự mà tích cực bao la, thứ tha những thiếu sót cũng như lầm lỗi người khác. Cái điều mà quan trọng kế tiếp là thường người già hay buồn, hay cảm thấy cô đơn, nhưng mà cái điều mà bớt đi sự mà cô đơn đó, nhiều khi là mình cũng nên sự mà trở nên vui vẻ, hài hòa với những người xung quanh, để mà cho chính mình bớt đi sự mà lo buồn, hoặc là cái sự mà cảm thấy cô đơn mệt mỏi. Nên xin hỏi quý ngài là cái nhu cầu tâm linh của người có tuổi là như thế nào? Dạ, kính thưa quý vị, linh mục mới vừa nói giận hờn rồi buồn tuổi. Thưa quý vị, đời cuối của một người lớn tuổi trên cái con đường đi sẽ đến, và để đi đến con đường đi đó, chúng ta có những cái hành trang làm phương tiện để đạt được cái mục tiêu. Giận, chúng ta tìm được cái lời dạy từ Đức Phật qua từ bi hỷ xả. Chúng ta ganh ghét, chúng ta học được tinh thần bố thí, học phải bố thí để dẹp lòng ích kỷ. Chúng ta muốn có những cái sự hận thù sát sanh chẳng hạn, thì chúng ta học được bỏ qua cái 10 cái thiện nghiệp. Do đó trong cái đời sống tâm linh sẽ giúp cho quý cô bác lớn tuổi chọn được một cái con đường sáng, mà con đường đó qua cái từ Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị đi trên một cái hành trình, mà hành trình đó sẽ giúp cho quý vị được bình an trong tâm hồn, và chính vì bình an trong tâm hồn sẽ giúp cho quý vị có cái đời sống tốt đẹp sau khi rời bỏ cõi thế gian. Cảm ơn cư sĩ. Xin mời bây giờ xin mời mục sư xin cho biết, rồi sau đó là hòa thượng sẽ lưu công hợp như là nói lời với lời cầu nguyện. Theo tôi thì cái nhu cầu tâm linh rất là quan trọng, vì con người chúng ta có ba phần là thể xác, cái tâm hồn và tâm linh. Thì tâm linh là phần cao nhất và quan trọng nhất tồn tại sau khi thể xác và tâm hồn này qua đi nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó, ngày hôm nay chúng ta để có những tuổi già thì phải chuẩn bị tâm linh cho tuổi trẻ. Và Thánh Kinh dạy rằng hãy dạy cho trẻ thơ, ngay cả trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó về già nó cũng không hề lìa khỏi đó. Như vậy thì việc của chúng ta là mỗi người đều phải chuẩn bị, cả đến những người trẻ. Hôm nay mình nói chuyện những người già, nhưng mà đây là đề tài cũng phải những người trẻ phải chuẩn bị, để chúng ta có thể khi về già thì chúng ta sẽ là những người mà không rơi vào trong một cái tình trạng là đi sai lệch, nhưng chúng ta sẽ ở trong con đường chân lý. Dạ, xin cảm ơn. Xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn linh mục điều hộp. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, vấn đề chúng tôi nói về cái tuổi già, cái tích cực giá trị của tuổi già và cái khó khăn khi tuổi già sức yếu, vân vân. Thật sự ra thì ai cũng tới cái kết cục, tức là già rồi chuẩn bị ra đi, dầu là tín ngưỡng nào, dầu nam hay nữ, dầu đông hay tây. Cho nên khi nói về cuộc sống thì có những giá trị từng chặng đường, và ở đây cái giá trị của cái tuổi già nó rất là quan trọng, vì đó là cái trạm cuối cùng mà chúng ta sẽ phải đi qua
rồi chúng ta là từ bỏ cái cuộc chơi này, làm người này, mình là thầy, mình là cha, mình là ông, mình là cô, là dì, là chú, là bác, là anh, là chị, vân vân vân. Chúng ta từ bỏ tất cả những cái vai trò đó để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình mới theo cái đức tin của mình. Cho nên khi nói về tuổi già, đó là nói về cho chúng ta, giữa chúng ta. Cho nên những người trẻ cũng cần lắng nghe, và những người lớn tuổi như chúng tôi, năm nay 75 tuổi rồi, thì thật sự ra thì mình không nghĩ rằng mình 75 tuổi rồi, 70 mấy rồi sẽ lên 8 mấy, mà 8 mấy rồi không biết có bò lên 9 mấy không, không biết. Nhưng mà tôi muốn sống đến 125 tuổi là có việc. Dạ, cho nên đừng ai chúc tôi là sống lâu trăm tuổi, vì tôi nói chúng tôi sống lâu trăm tuổi là trù tôi chích quẻo, không phải sao vậy. Vâng vâng, thì kính thưa quý ngài, tôi nói đùa chút xíu cho nó vui, không có gì. Thì thật sự ra rất là vui khi cuộc sống đi qua với bao nhiêu những cái chặng đường khác nhau, và chặng đường sau cùng là tuổi già. Nhưng mà cái tuổi già đó, khi nó là một giá trị, thật sự nó là một giá trị. Tại vì mình có kinh nghiệm đời sống, mình có đi qua, như cô đạo Phật nói về cái khổ. Thật sự đã có sống kinh nghiệm đời, bao nhiêu những cái thăng trầm vinh nhục, được mất hơn thua, vui buồn sướng khổ rồi, thì đến khi tuổi già mình ngồi lại một chỗ mà nhà thơ, có nhà thơ nó là chung trà nhấp thiên cổ, buồn vui xin xin qua, hoặc là ta ngồi trên cổ mộ khoanh tay ngắm tuổi già, vân vân. Tất cả những cái đó thì thật sự là tuổi già không phải là cái tuổi buồn, không, chắc chắn nó không phải là tuổi buồn, là một cái tuổi rất là vui, vì mình có thời giờ để mình ngồi, mình ngắm, mình uống trà, mình vui vẻ với bạn bè, mình nói chuyện, trò chuyện này kia. Cho tôi ngừng ở đây để thay lời chư huynh đệ xin được có đôi lời cầu nguyện. Kính thưa quý ngài và quý vị, chư vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12, nãy giờ huynh đệ chúng tôi cùng với các vị đã tập chú để cùng với nhau trao đổi, lắng nghe huynh đệ chúng tôi nói về cái tuổi tích cực, cái phần tích cực của tuổi già và cái phần tiêu cực của tuổi già. Thì dĩ nhiên cuộc đời nó có cái tích cực và có cái tiêu cực. Cái tiêu cực á, thì để cho mình học hỏi, để cho mình chỉnh đốn, và cái tích cực như vậy mình tiếp tục. Bao nhiêu tấm lòng chúng ta để vào trong đề tài này, xin đem thiện tâm này và cái sự tha thiết của mỗi người chúng ta trong giá trị cuộc sống, cầu nguyện cho thế giới được an bình, chúng sinh được an lạc, và mỗi mỗi chúng ta đều được sự bình an, may mắn, và tiếp tục cuộc hành trình. Và không có chặng đường nào là chặng đường mà chúng ta bỏ qua những cái giá trị, qua cái sự tích cực của mình để thành tựu. Xin nhất tâm hướng nguyện và cầu nguyện.